Hello, em xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì em đang đi trên cái con đường để đi đến cái khu nhà đang xây. Thì bữa nay em cũng có dịp đi ngang và ghé lại đây để quay cho các anh chị em xem những cái khu nhà ở đây nha. Ở đây thì cũng có một cái văn phòng nè để bán nhà. Các bạn nào mà có mua nhà, bán nhà, nhu cầu gì thì mình vào trong đó đó, người ta sẽ dẫn dắt cho mình và giới thiệu cho mình đi mua nhà. Người ta dựng mấy tấm bảng để quảng cáo nữa nè. Ngay đây cái có một cái nhà văn phòng để bán nhà cũng tiện quá ha các bạn. Nơi đây thì em thấy sống rất là tốt và chỗ ở cũng sạch sẽ và trong lành nữa. Có các anh dọn dẹp đường phố nữa nè các bạn. Thấy sạch sẽ trong đây lắm. Cái khu này thì cũng xong và người ta cũng đang ở rồi nè. Cái khu ngay đây á, nó rất là lớn luôn á. Người ta làm 5-6 năm nay mà cũng chưa có xong nữa đó các bạn. Thì bây giờ mình đi dài dài vô bên trong mình xem coi người ta làm tới đâu rồi ha. Cái khu nhà Hatbridge ở đây á, thì cũng xây dựng 5-6 năm nay ha. Nên nhà cửa nó còn mới lắm. Đây nè các bạn, người ta đang còn xây dựng nè, chưa xong. Một bên đây là đã xong rồi nhưng mà chắc chưa có hoàn thành lắm á, chưa có người dọn vào. Một bên thì còn đang làm. Sâu bên trong á em thấy cũng còn 3-4 chỗ người ta còn đang xây dựng á các bạn. Ở đây thì xây dựng chắc nhà cửa nó khác bên Việt Nam ha. Ở đây thì người ta xây nhà chung cư nó dài và nó nhiều nhà đó. Còn Việt Nam mình thì nó từng cái à, chắc nó khác nhau ha. Em thấy còn 4 năm dãy nhà nữa đó là mới xong á các bạn, mà còn đang lỡ vỡ như vậy á. Chắc cầu mà qua năm sau nữa, không biết là có gòi hôn nữa đó. Làm xong hết mấy cái dãy này á, là nhà nhiều lắm ở trong đây luôn. Thì cứ mở một dãy á, là giống như vậy đó các bạn. Nhiều nhà như vậy đó. Từ khi mà em đi tới cái khu chung cư này á, thì em mới thấy người ta dựng đồ lên xây dựng á. Chứ hồi đó giờ cũng chưa có thấy mà người ta làm nhà và xây dựng ra sao luôn á các bạn. Cũng nhờ là đi tham quan khám phá như vậy thì mình mới biết thêm nè. Giờ thì mình sẽ đi một vòng ở khu nhà này để mình xem coi nhà cửa nó như thế nào ha các bạn. Ở trong đây á, thì cũng một số là của tư nhân, rồi một số thì của nhà nước á, họ cho dân mướn lại. Em xem ở trên mạng á, thì giá nhà hiện tại ở đây á, thì từ 400 ngàn cho tới 600 ngàn trở lên. Thì cũng tùy thuộc là cái nhà lớn, nhà nhỏ, với lại nhiều phòng hay là ít phòng nữa. Rồi mình mua nhà ở dưới hay là hoặc ở trên. Như các bạn thấy á, mình mua được ở dưới thì mình có cái ga nè, và mình có chỗ đậu xe. Còn ở trên á, thì mình cũng có chỗ, nhưng mà mình đi cái chỗ chỗ khác mình đậu. Người ta có làm cho mình cái hầm đậu xe tập thể á, rồi người ta phát cho mình cái thẻ, rồi mình gạt cái cửa mở thì mình đậu xe vào đó. Và trước cửa đây á, cái có cái công viên nè, chiều đem các em nhỏ cho ga đi chơi ha. Chỗ này em thấy sống là rất là ok luôn á. Ở đây thì cũng thuộc là thành phố luôn á các bạn. Mình ra ngoài đầu lộ đây á, là có bến xe buýt, rồi có bến xe lửa, rồi trường học, các thứ luôn. Mình sống ngay đây là nó tiện lợi lắm. Ở thành phố á, đất ít, rồi cái xây nhà chung cư lên rất là nhiều luôn. Rồi diện tích nhà cửa nó cũng không có được rộng thoải mái nữa. Nhà thì nó khít khít với nhau à, ít có ai được cái sân vườn để trồng trọt à. Cây lá vàng mùa thu đẹp quá các bạn. Thích cái màu gạch của ngôi nhà quá à. Cái màu nó rất là sang và nó đẹp nữa.
Bây giờ mà ai mà mua một căn nhà đó thì lãi suất nó cao quá trời luôn á. Bây giờ thì người ta chỉ mua nổi nhà chung cư thôi hả các bạn, chứ nhà lẻ nguyên một cái á, hay là hai cái nó dính với nhau á, rất là mắc luôn. 800 cho tới 900 nữa. Còn chung cư này á, thì nó rẻ hơn. Chung cư vậy á, chứ mới cất sau này á, thì giá cả nó cũng mắc lắm á. Bây giờ ai mà mua được cái căn nhà cũng rất là khó khăn á các bạn. Mình đi làm mà cái tiền mà mình không có đủ xoay sở đó thì mình vay tiền người ta cũng không có cho để mình mua nữa. Thì có những người á, họ thuê nhà là ở suốt luôn á, không có khả năng để mua nổi cái nhà. Để mình vào trong đây mình xem coi ha. Khu vực ở đây á, là vòng vòng là nhà không luôn á, rất là giống hệt với nhau luôn à. Có chỗ đậu xe, ai mua được dưới thì sướng ha. Ồ, ngay đây á, thì cũng có nhà có được chút xíu cái vườn nè các bạn. Em thấy cái không gian sống ở trong đây rất là mát mẻ luôn á, không có ồn ào. Chỉ là những người ở đây á, người ta chạy xe vào thôi đó. Các bạn thấy không? Xung quanh là nhà cửa không à. Hồi đó nguyên một miếng đất trống luôn á. Xây dựng cũng rất là lâu luôn mà nó chưa hoàn thành nữa. Cái khu ngay đây á, là các bạn biết là xây đầu tiên hết luôn á. Thì cũng 3-4 năm nay rồi nè. Còn bên trong thì còn đang xây hồi nãy các bạn thấy đó. Giờ em đi vòng vòng á, em thích nhất là cái khu này các bạn ơi, cây tre bóng mát, rồi có mấy cái băng ghế á, cho mình ngồi nữa. Sống ngay đây á, chiều mình đi tập thể dục ha, đi vòng vòng cái ngồi nghỉ mệt, chiều đi ra ngoài đây chơi ha. Cái khu nhà này á, em thấy đẹp quá à. Khi mà người ta xây dựng đồ xong xuôi hết á thì cứ mỗi một chỗ là có một cái công viên để cho người ta dắt em nhỏ các con đồ đi ra chơi á. Ai mà mua được nhà ở dưới thì đậu xe ngay trước cửa luôn ha các bạn. Ở trên thì cũng có cái thềm để mình đi ra để được hai cái ghế á, mình ngồi mình nhìn bao la luôn. Để đi tới đây nè, em cho các bạn xem á, mình ở mua nhà ở trên cao á thì mình vô đó mình đậu xe đó. Mình có cái thẻ, mình gạt ngang thì cái cửa nó mở ra đó, cái mình chạy vô đó đậu tập thể. Thì mình mua trên cao thì mình chịu khó đi vào trong đó đậu á, còn mình mua được ở dưới thì mình đậu tại ngay nhà mình luôn. Các bạn thấy chú ở trên cao nhưng mà có cầu thang máy. Ở trong đây sống nó an toàn lắm á các bạn. Mình đứng á, thì nó có cái khăm gờ nhìn là biết ai hết trơn à. Nếu mà bạn bè hay cái gì á thì bấm chuông thì ở trong mình có cái máy mình nhìn mình biết được ai hết. Còn khi mình chủ nhà rồi thì mình có cái thẻ mình gạt qua thì cái tua cái cửa đó nó sẽ mở rồi mình đi vào, thấy an toàn lắm. Chuốt chuốt ở trong đây á, em thấy một khu này cũng đang làm chưa xong nữa nè các bạn. Các bạn thấy không, trên đó cái có vài cái ghế mình để cái mình ngồi ha.
Ngay đây thì mấy cái nhà này cũng có được cái garden nhỏ nhỏ phía sau nè. Những cái nhà này thì giá cả nó sẽ mắc hơn là những cái nhà bình thường đó các bạn. Nên em xem trên mạng thì giá từ 400 cho tới 600 trở lên, thì cũng tùy thuộc vào mình, cái nhà mình có cái gì á. Trong đây thấy là còn đang xây dựng nữa nè. Em đứng ngay chính giữa luôn á. Em sẽ quay chậm chậm và từ từ cho các bạn xem hết xung quanh luôn. Chỉ có ngay chính giữa này là có một cái công viên bự bự á, là để cho các em ra đây chơi, còn vòng xung quanh là nhà cửa không à, vô tuốt bên trong luôn. Trời á, cứ muốn mưa và nó u ám á, tại mùa thu rồi đó nên các bạn thấy là nó quay cái màn hình nó tối quá à. Ở đây là mấy cái ca ga để cho ai mua nhà trong đây mà trên cao á các bạn, thì chạy vô đây để đậu nè. Các bạn thấy sống ngay đây rất là tốt không, người ta làm ca ga đồ cho mình đậu nữa, chạy vào trong đó rồi cái khi mình đi ra thì mình bấm máy thì cái tua cái cánh cửa đó nó đóng xuống, nó giữ xe mình ở trong đó luôn, thấy rất là an toàn luôn ha các bạn. Khu nào em cũng thấy là mấy cái luôn á, mình mua trên cao mình không có lo là mình không có chỗ đậu nha các bạn. Mấy cái khu chung cư mà cất sau này á là người ta làm ca ga đồ cho mình có chỗ đồ đậu rất là tiện lợi luôn, chứ những cái nhà mà chung cư hồi đó đó thì không có chỗ. Em thấy sống ở đây á mình rất là tiện lợi luôn. Như bây giờ mình đi ra ngoài đây nè ha, là có bác sĩ, rồi nhà thương, rồi có bến xe buýt, xe lửa, rồi trường học cho các em nhỏ nữa. Nó có tiệm thuốc đâu ngoài đây nữa. Từ đây mà mình chạy cho tới mấy cái shop lớn á thì chắc cũng mất là 10 phút. Còn ra ngoài đây á, là mấy cái shop nhỏ nhỏ để cho mình đi chợ mua lặt vặt á, thì rất là nhiều luôn. Như là ra dài dài đây nè, có một cái shop thực phẩm á, rất là lớn luôn á. Các bạn không cần đi đâu xa hết á, nếu mà mình ở trong cái khu mà nhà chung cư này nó thì đi ra đây là mình đi chợ rồi đó. Có cái shop các bạn thấy không? Rồi kế qua bên đây á, là có tiệm thuốc. Rồi dài dài đi ra nữa thì mấy cái tiệm nhỏ nhỏ lặt vặt á, mình cần cái gì là có hết à. Ở đây có cái tiệm Lidl của Đức nè, cũng rất là lớn luôn. Nếu mà các bạn thích đi cái shop này thì cứ ra đây thôi, mình khỏi phải đi đâu xa. Bây giờ là em đi ra đó, con đường lộ lớn này chạy về thành phố Linh Đình luôn. Cũng 8-9 tháng rồi á, em mới có dịp trở lại đây đi công việc á. Rồi sẵn ngang thì em vào để quay mấy cái nhà chung cư cho các anh chị em cùng xem, để biết nhà cửa ở nước Anh và giá cả hiện tại nó như thế nào á. Ra đây thì đường lộ lớn nè, các bạn thấy xe chạy qua chạy lại cũng nhộn nhịp ha. Giờ thì khám phá nhà cửa cũng xong rồi, em đi ra đường lộ để lấy xe đi về. Cảm ơn các bạn đã cùng em khám phá nhà cửa ngày hôm nay nha. Hẹn lại các bạn video lần sau. Bye bye các bạn.